mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Asawin nói về vợ đang ly hôn. Hành động của cô ấy khiến tôi sợ. Sau vài ngày im lặng từ khi tin ly hôn ở phía Goisan công bố hôm 18 tháng 8, nam diễn viên Asawin bất ngờ gửi đến công chúng những góc khác của câu chuyện từ phía anh và vợ anh lại tiếp tục lên tiếng phản bác. Theo trang All K-pop vào ngày 21 tháng 8, Asawin đăng một bài dài trên Instagram của mình, kể rõ nhiều chi tiết liên quan đến cuộc hôn nhân của anh, cũng như lý do vì sao cả hai đi đến quyết định ly hôn. Trước đó một ngày, luật sư của Gohisan đã phát đi một thông báo trong đó có nội dung tố nam diễn viên đã có các cuộc gọi thân mật với nhiều người phụ nữ trong khi say rượu. Đồng thời, hai vợ chồng chỉ mới thảo luận chứ chưa đồng thuận ly hôn. Hành động của cô ấy khiến tôi sợ. Tôi cưới Gohisan vì tôi thật lòng yêu và tôn trọng cô ấy. Tôi chân thành hy vọng rằng vụ việc này sẽ không diễn ra trong yên ắng, vì cả hai chúng tôi đều là người của công chúng. Đây là lý do tại sao tôi dự định giữ im lặng và chịu đựng. Tuy nhiên, tôi viết ra những dòng này bởi vì những thông tin thiếu bối cảnh được tiết lộ đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh tôi và tôi không thể giữ im lặng được nữa. Đỉnh điểm là cho tới đêm qua khi tôi bị nghi ngờ và cáo buộc là đã có liên hệ với nhiều người phụ nữ, nam diễn viên 32 tuổi đã bày tỏ. Asawin cho biết cả hai quyết định ly thân vì không tìm được tiếng nói chung và anh là người dọn ra khỏi nhà để cho vợ và 5 con thú cưng của họ sống thoải mái. Sau khi thảo luận liên tục, Gohisan và tôi quyết định ly hôn vào ngày 30 tháng 7. Asawin viết, cặp đôi từng được nhiều người ngưỡng mộ đang tiến hành đến cuộc ly hôn ồn ào. Theo nam diễn viên, anh đã đồng ý chi trả các khoản tiền thỏa thuận ly hôn mà Gohisan yêu cầu vì ít nhất cũng muốn hỗ trợ tài chính cho người vợ mà mình từng yêu thương. Tuy nhiên, vài ngày sau, Gohisan nói rằng khoản tiền mà cả hai đã thỏa thuận là không đủ với yêu cầu căn hộ mà cả hai từng ở. Tối ngày 9 tháng 8, Gohisan đã tìm đến căn hộ nơi Asawin đang ở. Cô ấy nói dối với bảo vệ rằng mình bị mất chìa khóa và vào nhà bằng chìa khóa dự phòng. Asawin kể, theo lời nam diễn viên, Gohisan nói rằng cô không xâm nhập bất hợp pháp mà vào nhà bởi vì cô ấy là vợ của anh. Lúc đó, tôi đang ngủ. Hành động của cô ấy thật đột ngột và khiến tôi thấy sợ, anh kể lại. Tối hôm đó khiến tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này và cứ khiến cho nhau tổn thương mãi như vậy, anh nói. Theo Asawin, 3 năm hôn nhân của họ đã từng hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi nó mang lại gánh nặng tinh thần cho anh. Sau khi kết hôn, tôi tham gia trị liệu trong gần 1 năm rưỡi và phải dùng thuốc chống trầm cảm. Là một người chồng, tôi đã làm hết sức mình như chưa từng bao giờ làm điều gì đáng xấu hổ cả. Tôi thấy cô ấy nói rằng mình muốn bảo vệ gia đình. Việc cô ấy gây ra rắc rối cho mọi người xung quanh ngay cả sau khi chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sau một cuộc thảo luận dài và chỉ nói sự thật có lợi cho cô ấy lại càng khiến tôi thiếu tự tin tiếp tục cuộc hôn nhân này. Asawin tâm sự lên Instagram. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến công ty, ekip sản xuất bộ phim mình tham gia và những người đã lo lắng cho cả hai. Tôi cũng xin lỗi vợ của tôi, người chắc chắn sẽ bị tổn thương bởi những điều đang xảy ra. Tuy nhiên, tôi thấy thật khó hiểu. Tôi chân thành xin lỗi vì những gì đã xảy ra, vì đó là do những thiếu sót của tôi và tôi không thể chăm sóc cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi xin lỗi, Asawin đã viết. Ly hôn vì chê vòng một của vợ. Chỉ một tiếng sau khi Asawin đăng nội dung trên, Gohisan đã lập tức phản bác lại bằng một bài đăng trên Instagram của mình theo trang Shopee. Trong đó, nữ diễn viên giải thích rõ ràng từng khoản tiền thỏa thuận ly hôn mà Asawin được cho là phải đưa cho Gohisan. Ngoài ra, Gohisan cũng cho biết mình mắc thấy tai nghe chồng nói chuyện điện thoại với phụ nữ và cô cho phép anh dọn ra riêng là vì anh muốn tập trung cho công việc diễn xuất chứ không phải ly thân như anh nói, nên cô hoàn toàn có quyền vào nhà anh. Ngoài ra, một số chi tiết gây sốc nữa là Gohisan tố chồng muốn ly hôn vì chê mình có vòng một không hấp dẫn. Và khi ở nhà thường mở những video mà cánh đàn ông chán ngán hôn nhân thường xem.